Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện ma của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Nguyễn Nam VOZ, người mà đã có hai tập truyện được phát sóng trên kênh chúng ta. Đó là chuyện tâm linh sớm mắt chồng và chuyện ma làng tôi mà quý thính giả mới nghe trong thời gian trước. Một cách viết cũng rất là chân thực, theo kiểu tường thuật lại những câu chuyện đã từng được trải qua hoặc được nghe kể lại. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một truyện ngắn khác của Nguyễn Nam với tựa đề Trường học tội ác. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tôi đứng trước cổng một khu dãy trọ cao tầng, chần chừ một lát mới bấm chuông. Một người đàn bà lớn tuổi đang quát con chó ngoài sân thì sẵn giọng hỏi: "Tìm ai đó?" "Dạ, cháu muốn thuê trọ, chỗ bác còn phòng trống mà." Người đàn bà nghe hỏi thuê phòng thay đổi sắc mặt, mở cổng vui vẻ nói: "May quá còn một phòng, cháu vào xem đi." Tôi dạ một tiếng rồi bước vào bên trong. Dãy trọ ở tầng 1 bị bao bọc bởi các vách tường, khiến cho ánh sáng vốn dĩ đã khó chạm tới nay lại càng tối tăm hơn. Tôi theo chân bà chủ vào căn phòng trống. Cửa vừa mở ra, một loạt bụi rơi xuống khiến cho tôi ho lên sụ sụ. Bà chủ cười mà phân trần: "Phòng nó hơi bụi, vì vừa rồi sinh viên về quê nghỉ hè không có người ở. Nhưng mà được cái phòng này mát lắm, giá có 950 hả? Bao rẻ, lại có wifi, nhà vệ sinh khép kín nữa. Tuy là hơi nhỏ, nhưng nếu cháu ở một mình thì không có ảnh hưởng gì đâu." Tôi xem qua thấy căn phòng này thật sự rất mát mẻ, nếu không muốn nói là còn hơi lạnh nữa. Bèn gật đầu đồng ý, làm thủ tục đặt cọc. Ngày hôm sau tôi chuyển tới, bắt đầu một cuộc sống tự lập. Mất nửa ngày trời để dọn dẹp, sắp xếp lại căn phòng. Nhìn mọi thứ ngăn nắp gọn gàng, tôi bất giác mỉm cười hài lòng. Bỗng có một tấm ảnh rơi từ phía sau chiếc gương treo tường ra. Trong hình là một cô gái đứng chụp cạnh giỏ hoa lan, cong mắt lên cười rạng rỡ. Chắc là hình của chủ cũ của căn phòng này, chuyển trọ mà không đem hết đồ theo. Tôi không mấy quan tâm, đặt đại tấm ảnh lên bàn, mặc quần áo chỉnh tề, định bụng sẽ ăn gì đó rồi về ngủ. Lúc đi ngang qua mấy phòng trọ bên cạnh, cảm giác thấy mấy vị hàng xóm nhìn mình với ánh mắt dò xét kỳ lạ lắm. Tôi nghĩ ngày mai nên mua ít trái cây qua chào hỏi bọn họ. Dù sao sau này ở chung, tối lửa tắt đèn còn có thể nhờ cậy nhau. Ăn tối xong, lúc quay trở về thì thấy có đứa con trai cứ đứng ngó nghiêng trước cửa phòng tôi. Sợ là mấy đứa lưu manh trộm cắp, tôi lên tiếng trước: "Anh kiếm ai đó nè?" Đứa con trai kia quay lại nhìn thấy tôi thì cười tươi: "Cậu mới dọn tới phòng này hả? Anh tính qua chào hỏi thành viên mới của trọ đó mà." Tôi tỏ ra cảnh giác nhưng vẫn làm ra vẻ thân thiện: "Em mới dọn tới hôm nay, anh muốn vào phòng ngồi một lát không?" Thôi, anh đứng ngoài đây được rồi." Hắn ta vui vẻ nhiệt tình hỏi han tôi dăm ba câu: quê quán ở đâu, học trường nào, bao nhiêu tuổi. Sau đó thì tôi biết hắn tên là Phương, 21 tuổi, đang học năm 3 cùng trường với tôi. Vẻ ngoài của hắn cực kỳ sáng, cao ráo điển trai, tính tình cũng hoạt bát hòa đồng. Có hắn đứng nói chuyện, mấy phòng khác cũng mở cửa ra ồn ào nói vài ba câu. Tôi đứng tán dóc với bọn họ nửa tiếng đồng hồ rồi ai về nhà nấy. Sáng giờ khá mệt mỏi nên đặt lưng xuống giường là tôi ngủ ngay. Khó thở quá, toàn thân tôi bị bao trùm bởi một không khí ngột ngạt, chân tay như bị đóng băng, cố vùng dậy mà không xong. Tôi liếc mắt về phía cuối giường thì thấy có một hình ảnh mờ ảo đang lắc lư cái đầu từ trái qua phải. Thân hình uốn éo vô cùng quái dị, mái tóc xõa che kín khuôn mặt. Nó đang từ từ tiến về phía tôi.
Trái tim tôi như ngừng đập, người ướt đẫm mồ hôi, cố vùng vẫy thật mạnh, mong thoát ra khỏi thứ quái quỷ kia, nhưng hoàn toàn bất lực. Tôi cảm giác được mái tóc ấy dài quét ngang qua mặt mình, vừa ngứa vừa rùng rợn. Không biết qua bao lâu tôi mới bật dậy được. Thì ra là ác mộng thôi. Căn phòng vẫn còn tối om. Tôi mò mẫm bật đèn để bình tĩnh đôi chút. Nguyên đêm hôm ấy tôi không dám tắt đèn, ngủ chập chờn cho đến sáng. Sáng ngày hôm sau tôi sửa soạn quần áo đến trường. Hôm nay là bữa học đầu tiên của quãng đời sinh viên. Trong lòng vừa mong chờ vừa háo hức. Tôi băng qua dãy nhà A bước vào lớp. Mọi người đều là sinh viên năm nhất nên dường như không có ai quen biết nhau. Tôi ngồi xuống bàn cuối cùng cạnh một gã đeo kính. Tôi lân la làm quen. Hắn nói hắn tên là Đoàn, sinh viên năm 2, nhưng còn nợ nhiều môn quá cho nên đăng ký học lại môn này với đám sinh viên năm nhất bọn tôi. Hai đứa nói chuyện rất hợp. Trong lúc vui vẻ, hắn kể cho tôi nghe một câu chuyện xảy ra gần một năm trước tại khu nhà A. 8 tháng trước ngôi trường này xảy ra vụ việc vô cùng thương tâm. Một nữ sinh cùng lớp với Đoàn tự sát trong nhà vệ sinh tầng 3 của tòa A. Buổi sáng mùa đông đó, Đoàn thấy có một đám sinh viên huyên náo tụ lại thì tò mò đi đến. Cảnh tượng đáng sợ ấy vẫn còn ám ảnh hắn đến bây giờ. Cô nữ sinh kia nằm sóng xoài dưới đất, khuôn mặt trắng bệch, máu chảy lênh láng từ cổ họng, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Chiếc váy trắng loang lổ máu, con dao vẫn nằm trong tay cô. Sau cái lần đó thì trong trường xảy ra vài chuyện lạ. Hôm đó cũng vào buổi tối, tôi học trên tầng 3 của tòa A này nè. Tầm 9 giờ tối thì tan học, muốn xuống cầu thang thì phải đi ngang qua cái nhà vệ sinh đó. Tự nhiên thấy cô gái đứng chắn ngang lối đi, tôi mới cố lách người qua thì cô gái quay mặt sang. Trời ơi, cổ của cổ rách toạc một đường dài, máu bắn từng tia ra ngoài luôn. Cô ta còn nhếch mép cười, khiến cho tôi như muốn đứng tìm chết. Lạ là mấy người đi sau tôi thì không thấy gì hết. Đến bây giờ nhắc lại vẫn còn run nè. Rồi mấy vụ tiếp theo là mấy đứa ở ký túc xá, chẳng biết tách đố nhau ra sao mà 12 giờ đêm mò ra cái tòa A này, thì bắt gặp một cô gái mặc váy trắng dính đầy máu, mà máu nhỏ quết xuống nền gạch của hành lang luôn. Còn cả hai đứa nữ sinh đội tình nguyện bị ngã cầu thang vỡ đầu gãy chân, mà tụi nó khẳng định là bị người ta đẩy xuống. Nhưng mà khi coi camera thì không có thấy ai đẩy hết, là tụi nó đang đi tự té. Bản thân tôi rất tò mò về mấy chuyện tâm linh kỳ dị. Xưa nay nghe đã nhiều nhưng chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ. Câu chuyện của Đoàn khiến tôi cảm thấy có hứng thú với tòa nhà A này vô cùng. Buổi tối tôi chỉ ăn đại gói mì rồi ngủ quên mất. Nửa đêm cơn đói cồn cào kéo đến, khiến cho tôi tỉnh ngủ lúc 1 giờ sáng. Và thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là bức ảnh cô gái kia với nụ cười rạng rỡ. Vốn dĩ lúc dọn nhà tôi đã muốn vứt đi, nhưng chẳng hiểu sao mình lại giữ lại, trong khi không hề quen biết cô ấy. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 1 tháng rồi. Tôi đã quen đường đi lối lại trong trường, đồng thời càng ngày càng thân với Đoàn hơn. Một ngày cuối tuần, Đoàn rủ tôi đi ăn lẩu. Quán này không biết có ngon hay không mà hơi vắng khách. Khi hai đứa lưng lưng bụng, Đoàn không cười cợt như mọi khi mà nghiêm túc nói: "Nè, có chuyện này tôi băn khoăn lâu rồi mà không biết có nên nói với ông không nữa." "Gì? Gì mà thần bí dư cho nội?" "Ừ, còn nhớ hồi trước tôi kể cho ông nghe cái vụ mà con nhỏ tự sát trong toilet tòa nhà A không?" Tôi gật đầu. Không chỉ nghe mỗi Đoàn kể mà tôi còn nghe mấy đứa con gái trong lớp bàn luận mỗi lúc rảnh rỗi nữa. Tôi còn biết cô ấy tên là Linh. Đoàn hơi buồn buồn: "Tôi không giấu nữa, tôi với nhỏ Linh là bạn, thậm chí là tôi từng yêu thầm cổ.
Linh tính tình rất năng động hoạt bát. Tôi không bao giờ nghĩ một người mà tràn đầy nhiệt huyết như cô ấy lại tự sát đâu. Đôi mắt Đoàn đỏ hoe. Lần đầu tôi thấy tâm trạng hắn chùng xuống như lúc này. Đoàn châm thuốc, nhả làn khói trắng rồi nói tiếp. Hồi đầu tuần tới phòng trọ của ông chơi tôi mới biết. Cái phòng mà ông ở trước đây á, là phòng của Linh ở. Tôi đắn đo mãi, không biết có nên nói chuyện này với ông hay không. Tại tôi sợ ông sợ. Đoàn nói xong, tôi mới giật mình nghĩ lại khoảng thời gian trước mới dọn đến. Ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ hết. Lúc đó có một đống bụi bám ở trên sàn nhà. Có lẽ rất lâu rồi căn phòng ấy không có người ở. Tôi nhớ lại những gì khi mình chợp mắt. Thường mơ thấy một giấc mơ có người con gái quẩn quanh ở bên giường. Cứ ngỡ là ác mộng, là bóng đè. Không ngờ là có Uẩn Khúc ở phía sau. Bên phía công an xác định là Linh tự sát. Nhưng với cương vị là một người dõi theo cô ấy mỗi ngày, tôi thấy Linh không có vấn đề gì để mà tự sát hết. Tôi nghi là cậu bị giết. Nhưng mà tạm thời vẫn không nghĩ ra đối tượng tình nghi. Hôm đó Đoàn mượn trụ trút hết bầu tâm sự. Có đôi lúc hắn khiến cho tôi muốn bắt tay vào điều tra vụ án này ngay lập tức. Tới khuya hai đứa mới về. Đoàn rẽ sang hướng khác. Tôi về căn phòng trọ của chính mình. Mấy gã sinh viên phòng bên cạnh vẫn đang hò hét đùa giỡn nhau. Lúc tra chìa khóa vào ổ, đột nhiên sau lưng tôi cất lên tiếng hỏi. Ông em về muộn quá ha. Hóa ra là Phương, gã hàng xóm kia. Gã này cứ như âm hồn, mỗi lần xuất hiện đều làm tôi giật mình. Tôi lấy phép chào hỏi. Dạ, em đi ăn với bạn cho nên về hơi trễ. Mặc dù ở đây đã một tháng, nhưng Phương chưa bao giờ vào phòng tôi chơi. Tự nhiên hôm nay gã dòm dòm rồi nói. Anh vô chơi nha. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối, đẩy cửa ra mời gã vào trong. Gã bước vào phòng, tự nhiên ngồi xuống ghế, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh. Vốn dĩ con trai ở một mình phòng ốc lúc nào cũng lộn xộn, tôi hơi ngại. Phương quan sát ngang dọc xong thì đột nhiên hỏi. Chú ở đây cả tháng rồi, có thấy gì lạ không? Cái gì lạ anh? Chắc không có gì lạ. Cho nên chú mới ở đây được cả tháng. Nè nè, anh làm em tò mò đó nghe. Phòng này trước đây là của một cô bé sinh viên trường mình luôn á, nhưng mà chẳng hiểu sao lại tự sát. Kể từ lúc nó chết, ai đến thuê phòng này cũng không ở được quá một tuần. Hồi đầu chú mày tới, anh định nói cho nghe rồi, nhưng mà đằng nào chú mày cũng đã đóng tiền, sợ nói ra chú mày bỏ đi ngang lại tốn tiền cha mẹ. Nhưng mà chú ở được hơn một tháng á, thì chắc không sao đâu. Chuyện Phương nói lúc nãy tôi cũng đã nghe Đoàn kể rồi. Vốn dĩ tôi không nhát gan, nhưng cũng không quá bạo gan. Nghe xong thì cũng hơi sợ sợ chứ. Có điều tiền phòng trọ tháng này cũng đã đóng rồi, không thể dọn đi được. Anh không nói thì không sao, anh nói xong là em sợ thiệt. Nè, không phải ai cũng may mắn gặp ma đâu. Lỡ mà có bị hù thì cứ kêu anh. Anh cho chú ngủ khé vài bữa. Còn cái phòng này không nên ở lâu dài đâu. Dù sao phòng có người chết nó cũng không tốt đẹp gì. Hôm sau mới 7 giờ sáng, Đoàn đã gọi điện. Cái thằng này hôm qua uống nhiều như thế mà sáng nay có thể dậy sớm được. Tôi ra mở cổng dắt hắn vào. Chờ Đoàn tháo ba lô cởi áo khoác ra, tôi chìa tới trước mặt hắn một tấm ảnh. Phải Linh đi không? Đúng Linh rồi. Sao không có nói gì? Tôi kể cho Đoàn nghe chuyện ngày đầu tiên tôi tới đây, thì thấy nó rơi ra từ phía sau tấm gương, rồi chẳng biết sao mà giữ nó lại tới bây giờ. Đoàn nâng niu tấm ảnh lên trong tay, khóe mắt lại đỏ hoe. Tôi không quấy rầy hắn, lôi sách vở ra học bài. Đoàn ngắm hình lên xong thì nằm xuống giường, gác tay lên trán mà thẫn thờ.
ánh mắt hắn xuyên qua mấy cái lỗ thông gió phía trên cửa sổ. Chợt hắn ngồi bật dậy, chỉ tay lên mà nói: "Ủa, chậu cây của ông hay của ai vậy?" Tôi nhìn theo hướng tay của Đoàn, phát giác ra quả thật ở trên lỗ thông gió có một chậu xương rồng nhỏ nhỏ. Vậy mà ở đây suốt một tháng trời tôi không biết. Tôi lắc đầu: "Không phải, tôi có trồng trọt cây cỏ gì đâu. Chắc là cô chủ cũ để lại." Nói ra tôi mới nhớ, chủ cũ căn phòng này chính là Linh mà. Đoàn hơi hoài nghi: "Ai mà lại chân cậu chậu cây ở trên lỗ thông gió bao giờ?" Hai đứa tôi lập tức kéo cái bàn ra, trèo lên lấy nó xuống. Cây xương rồng dù nổi tiếng sống lâu, nhưng gần một năm không được tưới nước đã chết queo rồi, còn mỗi cái bộ khung. Đoàn cầm chậu cây lên nhìn hết một lượt, chợt phát hiện ra đế của cái chậu có thể tách rời được. Hắn kéo ra, phát hiện trong đó có chứa một cái chìa khóa ghi số 409. Đây là chìa khóa tủ đựng đồ của sinh viên bọn tôi. Đoàn ngạc nhiên nói: "Ủa, tôi nhớ tủ đựng đồ của Linh là số 200 mà. Sao đây lại có số 409? Ngày Linh mất, trường đã phối hợp với công an điều tra vụ việc, cũng đã giao cho công an chìa khóa tủ đồ của Linh. Hiện tại tủ đồ của cô ấy đã được dọn sạch cho người khác dùng. Vậy cái chìa khóa 409 này là sao?" Đoàn ngẫm nghĩ một chút rồi chợt thốt lên: "Tôi nhớ rồi. Linh chê tủ đồ quá nhỏ, để được đôi giày với mấy cuốn sách là hết chỗ. Lớp tôi có một thằng chẳng mấy khi đi học, toàn thuê người đi học giùm mà. Nó không bao giờ dùng tới cái tủ đồ đó. Linh mới xin nó cái chìa khóa để xài. Lúc Linh mất thì thằng ấy bận đi du lịch, cho nên thành ra cái tủ đồ đó không ai biết là Linh dùng. Có khi thằng đó bây giờ cũng không nhớ tủ đồ của mình là số bao nhiêu luôn á." Có được manh mối, hôm sau nhân lúc mọi người đã vào lớp hết, tôi với Đoàn mới đi tới khu vực để đồ dành cho sinh viên và hồi hộp mở cái ngăn tủ 409 ra. Bên trong tủ chứa một cuốn nhật ký bìa đen. Tôi và Đoàn nhíu mắt nhìn nhau. Thời đại bây giờ người có tâm sự gì đều giải bày trên mạng xã hội, rất ít người còn có thói quen viết nhật ký. Hai đứa tôi đoán chắc chắn trong cuốn nhật ký này có chứa đựng bí mật của Linh, một bí mật khiến cho cô ấy phải tìm đến cái chết. Hai đứa tôi tìm một chỗ khuất người bên trong thư viện rồi mở ra đọc. Cuốn nhật ký đưa tôi và Đoàn trở lại một năm về trước. Ngày, tháng, năm. Hôm nay mình và anh ấy gặp nhau. Mình đã yêu anh ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Tình yêu xét đánh là có thật. Phải làm sao để làm quen với anh ấy đây? Ngày, tháng, năm. Mình thật không tin nổi. Hôm nay anh chủ động bắt chuyện với mình, mua nước cho mình, rồi nói chuyện với mình. Lẽ nào anh ấy cũng thích mình hay sao? Nếu vậy thì tuyệt quá. Ngày, tháng, năm. Hôm nay anh chính thức tỏ tình với mình sau một tháng quen nhau. Mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Anh ấy thật sự rất vui, và mình cũng vậy. Có lẽ mình đã tìm được ánh sáng của cuộc đời rồi chăng? Ngày, tháng, năm. Hôm nay anh có vẻ buồn. Mình hỏi nhưng anh không đáp. Liệu anh có chuyện gì giấu mình hay không? Mình sẽ cố gắng hỏi để san sẻ bớt phần nào nỗi lo cho anh. Cuốn nhật ký tới đây thì bị xé mất mấy trang ở giữa, chỉ còn lại một trang duy nhất với nội dung: hôm nay mình đã chuẩn bị mọi thứ để đưa chúng ra ngoài ánh sáng, sau những gì tủi nhục chúng đã làm với mình. Cuộn băng ghi âm này sẽ tố cáo tội ác của những kẻ đội lốt thầy giáo kia. Và tới khúc quan trọng nhất thì hết. Tôi và Đoàn ngẩn người nhìn nhau, sâu chuỗi lại những tình tiết trong mấy đoạn nhật ký ở trên, cuối cùng đưa ra kết luận: Linh nói có cuộn băng ghi âm với cô cả nhắc đến tên thầy giáo,
Hai đứa chúng tôi trở về phòng, mỗi người ôm một suy nghĩ cho riêng mình. Đoàn trầm ngâm hồi lâu, rồi vò đầu, giọng điệu bất lực. Tôi biết là Linh không tự sát mà. Trong cái chết của cô ấy, nhất định cô uổng khúc. Nhưng mà tôi chẳng phải thám tử, cũng không có biết nghiệp vụ điều tra. Ôi, làm sao đi lôi đầu hung thủ ra ánh sáng bây giờ? Tôi cũng có khác gì Đoàn đâu. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới như bọn tôi, dù có nhiều nhiệt huyết thì đứng trước một số vấn đề cũng lực bất tòng tâm. Tôi đề nghị, hay là đưa cuốn nhật ký cho gia đình của Linh đi, rồi bảo họ đi báo công an lật lại vụ án. Mẹ hiện tại của Linh là mẹ kế, bà không có ưa khổ, sợ là có đưa thì bà cũng có điều kiện đâu. Quá mất thời gian với tiền bạc. Mà ba cổ thì trước nay đều nghe lời bà. Cái chết của Linh ngay từ đầu á, tôi đã nhìn ra vấn đề, mà ba mẹ cổ đâu có quan tâm tới. Nói vậy nghĩa là việc Linh chết là do bị giết hay tự sát thì gia đình cô cũng không bận tâm. Đoàn đề nghị, Linh tự sát trong nhà vệ sinh nữ, sau đó dãy nhà vệ sinh đó bị niêm phong, nên tôi chưa từng ghé qua đó xem xét. Ông ấy tối tụi mình ghé xem thử đi, xem có phát hiện ra vấn đề gì không. Tôi thấy việc này rất là kích thích, liền ngay lập tức đồng ý. Buổi tối ăn cơm xong, hai người bọn tôi mặc bộ đồ áo màu đen, đội mũ đen, khẩu trang kín mít, bắt đầu thực hiện kế hoạch. 11 giờ đêm, trong trường học chỉ còn vài ngọn đèn leo lét. Bọn tôi nhẹ nhàng trèo qua tường, đột nhập vào trong, nhanh chóng xuất hiện ở tầng 3, tòa nhà A nơi Linh tự tử. Hai đứa quan sát kỹ thiết kế của mấy cái gian phòng vệ sinh này, xem có nhìn ra được gì hay không. Sau đó bắt tay vào tìm kiếm hồi lâu, nhưng vẫn không có kết quả. Hình như có tiếng bước chân từ xa. Đoàn khẽ nói, "Ê, hình như là bảo vệ, tắt đèn pin đi." Tôi nhanh chóng tắt đèn pin, rồi hai thằng chui vào cái nhà kho nhỏ xíu, chuyên dùng để chứa chổi lau nhà và giấy vệ sinh. Quả nhiên là chú bảo vệ đi tuần ngang qua đây. Chú chỉ ngó nghiêng một chút rồi rời đi. Hai đứa bọn tôi rời khỏi chỗ ẩn nấp, định tiếp tục tìm kiếm, thì bất ngờ chạm mặt một kẻ áo đen khác, cũng đang trình mò cái gì đó. Có vẻ như hắn vừa mới đến, nên không biết chúng tôi chui từ trong nhà kho. Hai bên chạm mặt nhau, hắn xoay người tung một cú đá về phía tôi. Tôi phản xạ né tránh đòn theo tự nhiên. Đoàn thấy vậy cũng lách người né tránh. Tên áo đen tiếp tục tung ra một cú đá chẻ như trời giáng vào ngực tôi. Chính đòn nặng khiến cho tôi choáng váng ngã ra sau, cảm giác như bị gãy mất mấy cái xương sườn. Tình thế bất ngờ lại chạm mặt cao thủ, Đoàn nhanh chóng tung đòn khống chế tên đó. Giữa màn đêm chỉ có chút ánh sáng mờ mờ, hai bên đánh nhau loạn cào cào lên. Bây giờ tôi mà xông vào, không khéo đánh nhầm cả quân ta. Bất ngờ tôi thấy ánh sáng chợt lóe lên, tên kia vừa rút dao ra. Đoàn nhanh chóng lùi lại né đòn, nhưng vẫn bị một nhát sượt qua má. Tên kia chớp thời cơ, vội vàng phi nhanh ra hướng cầu thang, lủi mất trong màn đêm. Hai đứa tôi cũng mình mang đầy thương tích, nhanh chóng chạy ra khỏi hiện trường. Không biết kẻ kia là ai, tại sao lại xuất hiện đúng lúc bọn tôi một cách trùng hợp như vậy? Là ngẫu nhiên hay là có sự tính toán từ trước? Nhưng rõ ràng kế hoạch của tôi và Đoàn đâu có người thứ ba biết được. Chúng tôi đem một bụng hồ nghi trở về nhà. Sáng hôm sau tôi vẫn đi học bình thường, còn Đoàn nghỉ vì sợ nghi ngờ do một cái bên má đã bị thương. Buổi học hôm nay chán ngắt, tôi ngồi trong hội trường tòa nhà C, thả hồn ra ngoài, thì bất chợt nhìn thấy có một sự việc kỳ lạ. Trong khoảng sáng tối của căn phòng, ánh đèn bỗng dưng vụt tắt đi. Tôi thấy có bóng một cô gái váy trắng đứng ở bên cửa, trên váy dính loang lổ máu. Cô ta thẫn thờ đưa mắt nhìn về tôi. Cả lớp bắt đầu ồn ào. Có vài đứa con trai rời khỏi chỗ, đi về phía cửa để kiểm tra vì sao đèn lại tắt ngấm như vậy. Bọn họ hướng về phía cô gái kia.
và tôi nhìn thấy họ đi xuyên qua người cô. Lúc này tôi mới biết là mình đã gặp ma rồi. Bóng đèn nhanh chóng được bật sáng trở lại. Bóng dáng cô gái mặc váy trắng với cái cổ bị rách toạc cũng biến mất đi. Tôi lắc lắc đầu, cố gắng xua tan hình ảnh đáng sợ vừa rồi. Không biết có phải do biết tôi đang điều tra về vụ án của cô hay không mà cô lại hiện lên cho tôi thấy. Nè nè, mắt để sao ót hả? Đi đứng làm ơn nhìn đường chút đi. Một tên choai choai, đầu đội mũ bảo hiểm nón sơn, mặc chiếc quần cạp trễ, chân đi xăng đan, ngồi trên con xe rim, lớn tiếng quát tôi, bị xích chút nữa làm hắn quệt phải. Tôi giật mình xin lỗi, thoát ra khỏi suy tư trong đầu mà nhìn đường. Đằng sau chợt có tiếng người gọi. Ê, hey, ông em. Tôi quay lại thì mới thấy đó là Phương. Hắn cười phớ lớn. Làm gì mà như người trên trời vậy bạn? Tôi lễ phép đáp lại. Dạ không có gì đâu, anh đi học về hả? Ừ, có về không? Anh đang chở gì? Tôi vui vẻ leo lên xe. Sinh viên năm nhất như tôi có mấy đứa có được xe máy đâu. Về tới phòng, tôi thấy cửa khóa ngoài, chắc là đoàn về rồi. Tôi hơi chần chừ không dám mở cửa. Hôm nay Linh đã hiện lên cho tôi thấy. Có khi nào vừa mở cửa ra, cô ấy sẽ đứng sừng sững bên trong phòng hay không? Dù sao căn phòng này trước đây cũng là của cô ấy mà. Nè. Đoàn bổ vai tôi một cái, làm tôi giật mình suýt hét lên. Hắn cũng giật mình theo. Cái gì vậy cha nội? Sao ông vô nhà ông đứng ngẩn đây vậy? Trên tay hắn xách theo mớ rau, ít đậu phụ với thịt heo. Tôi lấy lại hồn vía. Trời ơi, tôi tưởng ông về nhà ông rồi. Có đoàn tôi bớt sợ hơn. Mở cửa vào trong, hai đứa phụ nhau nấu ăn. Căn phòng này vẫn mát mẻ như cũ. Tôi vừa lặt trao vừa đề nghị. Hay là ông chuyển về đây đi, cho tiện việc. Ừ, tôi cũng tính vậy. Sáng nay lúc đang học thì đèn chợt tắt. Sau đó tôi thấy Linh hiện ra đứng ngoài cửa. Cái gì? Mà sao không biết đó là Linh? Tôi kể cho đoàn nghe. Cô gái đó mặc váy trắng loang lổ máu, trên cổ còn bị rách toạc. Đoàn nghe xong thì tâm trạng chùng xuống nặng nề. Hai người chúng tôi ăn cơm xong lại tiếp tục bàn về những gì trong nhật ký mà Linh để lại. Khoảng thời gian còn sống, rõ ràng cô ấy đang qua lại với ai đó. Có thể là sinh viên, cũng có thể là giáo viên trong trường. Ngược dòng thời gian, vào 8 tháng trước. Tối hôm đó, bọn họ có tiết học tối. Học xong thì vừa tròn 9 giờ. Chờ mọi người về hết, Linh và bạn trai ở lại lớp học nói chuyện với nhau. Câu chuyện ban đầu chỉ là những lời chất vấn nhẹ nhàng và bình tĩnh. Sau đó căng thẳng dần lên. Cuối cùng Linh lớn tiếng. Tôi sẽ tố cáo các người lên cơ quan chức năng, lũ thú vật. Các bạn trai của cô sợ hãi. Em điên hả? Anh xin em, hãy nghĩ cho tương lai của anh với em. Dù gì em cũng đã vì anh mà làm vậy. Xin em hãy nghĩ lại đi. Em làm vậy thì được gì chứ? Tôi dành hết tất cả tình cảm cho anh, mà anh đối xử với tôi vậy hả? Anh có còn là con người hay không? Anh làm như vậy vì tương lai của anh với em thôi. Anh hứa sau khi tốt nghiệp anh sẽ hứa cưới em mà. Cho anh cơ hội có được không? Anh cút đi, đồ khốn nạn. Tôi đã ghi âm và ghi lại hết những bằng chứng tố cáo các người rồi. Hãy chờ đó. Linh chạy lao ra ngoài, nhưng ngay lập tức bị gã bạn trai đuổi theo. Biết mình chạy không thoát được sức đàn ông, cô lao vào buồng vệ sinh, khóa trái cửa lại để tránh. Sau đó mở điện thoại ra gọi điện cho bạn cậu cứu. Nhưng cô lại không ngờ điện thoại của mình đã để quên trong lớp học. Cả người yêu kia liên tục dùng lời lẽ dịu dàng năn nỉ cô mở cửa. Lúc thì tha thiết xin lỗi, mong cô tha thứ. Hắn cứ ỉ ôi nỉ non như thế, khiến cho Linh có lúc cũng lung lay. Hiện tại hơn 9 giờ đêm, không còn bạn nữ nào lãng vãng ở đây nữa. Bảo vệ thì theo cô biết có lúc sẽ tuần tra, có lúc không.
Cô có hét lên cầu cứu thì cũng chưa chắc có người nghe được, vì trường này rất là rộng, tòa nhà A lại cách xa bốt bảo vệ. Điều kỳ lạ là trong thời kỳ hiện đại như thế này mà nhà trường không có lắp camera. Lý do là bảo vệ sự riêng tư cho sinh viên. Linh không thể ở lại đây cả đêm được, lại bị mấy lời ngon ngọt của gã người yêu dụ dỗ. Cuối cùng cô cũng mở cửa bước ra, định bụng sẽ nghiêm túc nói chuyện với gã thêm lần nữa. Không ngờ đó là quyết định sai lầm của Linh. Cửa vừa mở, cô nhìn thấy đứng bên cạnh người yêu mình là gã thầy giáo kia. Sáng hôm sau, cô lao công phát hiện ra Linh toàn thân đầy máu, trên tay còn cầm một con dao nhỏ. Cổ họng đã rách một đường rất dài và sâu, hai mắt mở trừng trừng đầy oán hận. Sau đó Linh được kết luận là tự sát. Trở về với hiện tại, hôm nay là giờ thể dục. Thầy Hoàng, một người thầy vui tính và dễ gần, giảng cho chúng tôi biết các kỹ thuật của môn bóng chuyền. Tôi bắt gặp một nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của An, cô bạn cùng lớp của tôi. Nụ cười tỏa nắng của cô làm cho tim tôi cứ rung lên. Thật ra tôi cũng để ý An từ đầu rồi, nhưng nhát gan không dám làm quen, chỉ tranh thủ đi học đều đặn mỗi ngày để được ngắm em ấy thôi. Thầy Hoàng tuy thân thiện vui vẻ, nhưng đôi khi có những cử chỉ vô cùng kỳ cục với các nữ sinh viên. Thầy hướng dẫn An phát bóng, nhưng không biết vô tình hay cố ý cứ chạm vào người cô ấy. Tôi bắt đầu thấy khó chịu về ông ta. Thấy tôi cao có mặt mày, Đoàn mới hít vai hỏi: "À, sao tự nhiên khó ở vậy?" "Sao tôi thấy cái ông thầy Hoàng này hơi háo sắc thì vậy? Tôi để ý thấy đứa nào mà xinh xinh là ông cần tận tình cầm tay chỉ cho cách phát bóng, còn đứa nào bình thường ông có thèm chỉ đâu." "Ừ, chắc chả cũng háo sắc thiệt." Đoàn im lặng một hồi sau mới gật đầu tán thành với tôi. Cuối buổi học, tôi với Đoàn thêm mấy cậu con trai đem mấy chục trái banh bóng chuyền vào kho dụng cụ. Lúc đi ngang qua phòng làm việc của thầy Hoàng, Đoàn đột nhiên khựng lại 10 giây. Đến khi bước ra khỏi trường học, hắn mới nghiêm giọng nói: "Tôi vừa thấy ở trên cái móc treo đồ của thầy Hoàng có cái bản đồ giống Linh lắm." "Ừ, sao lại có thể? Nghe nói ông có vợ con rồi mà. Biết đâu bản đồ của vợ ông sao?" "Phải đâu, cái bản đồ đó tôi tặng mà. Tôi nhớ rõ hình dáng của nó, chứ cả cái đó chị tôi đi du lịch bên Hàn Quốc mua, ở Việt Nam không có bán đâu." Nhớ lại việc thầy Hoàng chiều nay cứ sắp sáp vào sinh viên nữ, tôi bỗng linh cảm dường như ông ta với Linh có một mối quan hệ nào đó. Hai đứa tôi bèn kiếm một quán nước, tìm một chỗ khuất nói ra tất cả các nghi vấn của mình. Ban đêm, ngôi trường vắng lặng heo hút đến lạ. Trái với cái ồn ào năng động nhộn nhịp của ban ngày, cả khuôn viên như một tòa thành cổ âm u. Hai tay bảo vệ vừa nói chuyện vừa cười lên ha hả. Chúng tôi leo lên cánh cổng phụ, nhẹ nhàng nhảy tót vào trong. May là trường này không có lắp camera, không sợ bị phát hiện. Men theo lối đi bên hông trái của trường, cả hai trót lọt đi đến trước cửa văn phòng của lão Hoàng. Đoàn nhẹ nhàng rút ra một cây sắt dài nhỏ nhỏ, từ từ cho vào trong ổ khóa. Lách tách, tiếng ổ quay trong chiếc khóa biệt tiệp to bản đã mở ra. Tôi nhẹ nhàng kéo cánh cửa, tiếng bản lề kêu lên ken két, ghê rợn đến tận thớ thịt khối óc. Đoàn đi tới chỗ cái bàn riêng của lão Hoàng, cầm chiếc băng đô lên quan sát, sau đó chắc nịch nói: "Đúng là cái mà tôi tặng cho Linh rồi. Ở đây có cái chích mực mày, do chính tay tôi lỡ tay làm dây ra nè." Nói xong, Hoàng treo cái băng đô lên chỗ cũ, rồi tiến lại chiếc máy tính bảng của lão Hoàng, bật lên để kiểm tra. Tôi thì kéo ngăn kéo ra, xem có thứ gì khả nghi hay không. Đoàn khều tay, chỉ cho tôi xem hàng loạt những lịch sử tìm kiếm về phim đồi trụy vẫn còn nguyên trong máy tính của lão. Hơn nữa các bộ phim mà lão xem còn là ở những thể loại quái đản, bệnh hoạn lắm.
Không xóa lịch sử duyệt web là một điều vô cùng tai hại. Vì căn phòng này còn kiêm luôn cả là cái kho để chứa dụng cụ thể dục cho cả trường, nên chỉ có riêng lão Hoàng sử dụng thôi. Lão có thể thoải mái làm điều mình thích ngay tại trường. Tôi cau mày khẽ bảo: "Ê, có vào được Facebook của lão không?" "Ừ, vô được rồi. Nhưng mà tôi sẽ tải hết tin nhắn xuống USB rồi về nhà mình xem sao. Nhanh rồi ra thôi." "Ừ, nhớ giữ lại nguyên trạng nha. Có thay đổi lão nghi ngờ đó." Hai đứa tôi nhẹ nhàng khép cửa lại, rời khỏi trường học. Về phòng, hai đứa mất cả đêm để rà soát lại mớ tin nhắn trong Facebook của lão Hoàng. Nguyên một đêm mệt mỏi không thấy gì khả nghi, toàn mấy tin nhắn công việc là chính. Nhưng đến một cái tin nhắn của một cái nick có một cái tên rất lạ: Lãnh Tuyết Hằng. Không biết cái đứa nào mà đặt cái tên ung thư như vậy chứ, y như mấy đứa cấp 2. Trong đó, người tên Lãnh Tuyết Hằng nói: "Em đã thêm thầy vào nhóm Telegram cùng với các thầy khác rồi. Thầy trò mình nói chuyện trên đó đi." Chuyện gì mà cần phải trao đổi trên Telegram mà không thể nói ở Facebook chứ? Telegram là một ứng dụng nhắn tin cực kỳ tiện lợi, nhưng dạo gần đây có quá nhiều thông tin tiêu cực về nó, cho nên chúng tôi xin nghỉ. Manh mối từ một nhóm chat của một sinh viên và các thầy giáo nào đó trong trường là một sự bất thường, vô cùng bất thường. Vì nếu chỉ là sinh viên với công việc bình thường thì tại sao phải bí mật như thế? Tôi đặt lưng xuống giường, chỉ vài phút là thiếp đi. Trong cơn mê man, hình ảnh của Linh hiện ra trong giấc mơ. Tôi thấy cô bị hai gã đàn ông vạm vỡ bịt miệng. Một gã lấy ra chiếc dao mổ cứa một đường dài vào cổ cô gái yếu đuối tội nghiệp. Máu ọc ra sàn như người ta chọc tiết một con vật. Man rợ quá, hắn đặt cô ngồi trên cái bệ của bồn cầu, xóa hết các dấu vết, rồi đặt con dao vào tay Linh, ngụy tạo một hiện trường giả. Đột nhiên cái xác mở mắt cầm con dao, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không, như đang nhìn vào tận sâu trong tâm trí của tôi. Cái xác đứng bật dậy, dáng đi siêu vẹo như một xác sống, từ từ nở nụ cười lạnh lẽo lao về phía tôi. Tôi giật mình kinh hãi ngồi bật dậy. Cơn mộng mị quái đản quá. Tôi đưa tay lên trán lau mồ hôi. Có lẽ tôi đã nghĩ ngợi quá nhiều, cho nên mơ cũng là điều bình thường thôi. Tôi cố trấn an với lòng như vậy. Cổ họng khát khô, tôi lẳng lặng ngồi dậy rót nước, mở cửa sổ nhìn ra ngoài hành lang tối tăm của khu dạy trọ. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một đàn chuột gần 100 con lao vào vách tường, hết con này đến con khác. Một con mèo đen lớn như con chó nhào ra ngoạm lấy đám chuột nằm dưới đất, rồi biến mất dạng trên mái hiên. Sự việc sao khó tin quá. Giữa thành phố to lớn này, sao lại xuất hiện linh miêu chứ? Linh miêu là một loài mèo thiên đã thành tinh. Chúng có khả năng thôi miên các loại vật nhỏ, hay thậm chí các loại vật lớn như con người. Một năng lực vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa linh miêu còn mang theo những thứ năng lượng sống, khiến cho người ta dễ mắc quỷ nhập trạng. Tôi còn nhớ một câu chuyện mà cụ của tôi đã từng kể, ngày cụ còn là một anh học trò. Cụ theo học một người thầy đồ ở bên thôn khác, để tiện cho việc học thì thuê nhà ở trọ lại bên ấy luôn. Một buổi chiều, một người đồng môn của cụ chạy về báo cho cả đám nho sinh biết, bên ngoài bến sông có người thợ thuyền buôn dưa hấu bị quỷ bắt. Giờ đang hấp hối, người ta đang đứng xem đông lắm. Cả đám học trò mới ùa cả ra bến sông để xem. Trên con thuyền buôn, người đàn ông trung niên đang tiều tụy đi trông thấy, thi thoảng lại giật giật lên vài cái. Máu đã ọc ra ngoài thất khiếu, ra chịu đau đớn lắm. Người lái buôn mới đến đây có 1 tuần, đang neo lại đây để bỏ mối cho các hàng ngoài chợ. Họ vẫn đồn nhau rằng cái bến nước đó có một con quỷ đàn bà do ma mèo hóa thành, thường dùng thuật thôi miên lừa các lái buôn ở bến mà ám hại đấy. Người đàn ông trong cơn hấp hối, câu được câu mất kể lại sự tình cho bà con nghe, đặng sao mà còn tránh né, không bị hại như mình. Số lạ đêm qua,
khoảng giữa canh hai, người đàn ông đang thắp ngọn đèn dầu để soi sáng khoang thuyền, kiểm tra lại số hàng đã bán, thì từ bụi tre già vang lên tiếng khóc thúc thích của ai đó. Người đàn ông mới bước ra ngoài mũi thuyền, ngó nghiêng rồi nhảy lên bờ. Một người đàn bà trẻ mặc bộ quần áo nâu, một bên vai áo đã rách toạc, để lộ ra vết xước cùng làn da trắng ngần, đang bưng mặt khóc. Người lái buôn mới tiến lại gần, khe khẽ gọi: "À cô dì ơi, sao đêm hôm mà ngồi đây khóc vậy?" "Dạ, em chào ông." "À, sao cô ngồi đây, trời sương đêm lạnh lắm." "Dạ thưa ông, em đang gặp cơn hoạn nạn, chưa biết đi đâu, đành lang thang ở đây." Nói xong người đàn bà lại bưng mặt khóc. Người lái buôn thương tình người đàn bà trẻ, lại tội nghiệp lúc đêm hôm thân cô thế cô, liền bảo: "Ờ, nếu cô không ngại đó thì mời cô xuống thuyền tôi neo đậu ngay đây, uống bát nước ấm rồi kể câu chuyện cho tôi nghe." Người đàn bà gật gật đầu ra chiều đồng ý. Bước lên khoang thuyền, một hơi lạnh thổi từ mặt sông lên, làm cho người lái buôn trùng mình ớn lạnh, vội chui vào trong khoang. Người đàn bà mới kể cô là con của một ông Lý ở thôn Cự, vì bị cấm cản chuyện tình cảm cho nên mang tiền bạc bỏ trốn theo người yêu. Nhưng rồi không may gặp phải tên điệu cán lừa hết tiền của cô rồi trốn biệt đi, bỏ lại cô ở đây bơ vơ, không dám về nhà, cũng chẳng biết đi đâu. Người đàn bà kể xong, ông lái buôn cũng ngậm ngùi thương cảm. Cô gái rất đẹp, chứng tỏ là con nhà quyền quý, cử chỉ lại vô cùng lả lơi, khiến cho người lái buôn cảm thấy có chút khó chịu trong cơ thể. Chiếc áo của nàng đang mang bị xước nút, lấp ló bầu ngực trắng ngần. Ánh mắt của người lái buôn như bị hút hồn. Người đàn bà lúc trước khóc lóc, bây giờ đã đổi thái độ, bắt đầu buông lời cợt nhã. Cả hai tắt đèn. Sau một đêm hoang lạc thì cô gái đi đâu không rõ. Đến trưa hôm sau thì ông ta hấp hối kể chuyện mình vừa gặp phải cho bà con nghe xong thì cũng trợn mắt tắt thở đi. Quả thật vùng này yêu ma hoành hành tác quái, ngày xưa đất trọng người thưa, lắm yêu nhiều ma, cho nên các cụ ít đi đâu đêm tối một mình. Nay tôi lại gặp phải một con linh miêu này ở đây, thôi miên đàn chuột mà ăn thịt, quả thật là một trải nghiệm nhớ đời và lạ lùng nhất tôi từng gặp. Linh miêu vốn là lần chuyển kiếp của người vợ lẽ, bị vợ cả ép uống thuốc độc mà chết cả mẹ lẫn con. Người vợ lẽ chết đi đầu thai làm linh miêu, còn người vợ cả đầu thai làm con heo. Sau khi bắt ba lần heo con thì linh miêu sẽ ăn thịt luôn heo mẹ để trả thù cho kiếp trước bị hại chết. Diêm vương cho họ hóa thân thành thù địch để trả thù lẫn nhau. Mà linh miêu chỉ xuất hiện khi có những oan tình lớn chưa được hóa giải mà thôi. Vậy thì chắc chắn là linh đang có oan tình gì lớn lắm, chưa thể hóa giải được. Nhớ lại chuyện cũ xong, tôi ngẫm nghĩ lại giấc mơ vừa rồi. Có khi nào linh sống khôn tác thiên về báo mộng cho tôi hay không? Có lẽ Đoàn nghe thấy tiếng thở dài liên tục của tôi nên hé mắt tỉnh dậy, lào bầu nói: "Ừ, cái thằng điên này, đêm không ngủ ngồi ngẩn ngơ như người thất tình vậy." Tôi bất giác hỏi: "Nè, ông có nhớ rõ tình trạng khi chết của linh không?" Đoàn nhíu mày nhớ lại: "Ừ, đầu của ấy nghiêng sang trái, hai tay thì buông thõng, một bên ống tay áo ướt đẫm vì nhúng tay vô xương nước trong nhà vệ sinh, cái váy thì dính đầy máu rồi." Tôi trầm tư. Tôi vừa nằm mơ thấy linh, không biết là do ngài nghĩ gì đêm mơ đó hay là do linh báo mộng, nhưng mà trong mơ tôi thấy linh bị hai người đàn ông cướp cổ. Có lẽ ngày mai mình phải quay lại nhà vệ sinh đó thêm một lần nữa để xem có tìm được cái gì hay không. Sáng hôm sau, bọn tôi lên trường sớm. Tới trưa, nhân lúc mọi người nghỉ ngơi ăn uống, hai chúng tôi len lén vào cái nhà vệ sinh kia. Tôi đoán nếu linh bị giết
chứ không phải là tự sát, chắc chắn cô ấy sẽ tìm cách để lại manh mối. Nhà trường muốn giấu nhiệm chuyện này đi, chắc chắn sẽ không để cho công an thuận lợi trong vấn đề điều tra, nên có thể thứ Linh để lại vẫn còn. Hôm trước bọn tôi đã đến một lần, nhưng vì là ban đêm, lại có kẻ lạ mặt xông ra giữa chừng nên không tìm được hết. Lúc này ban ngày nên nhìn rõ hơn. Hai đứa bọn tôi tỉ mỉ từng chút một, không bỏ qua bất cứ một ngóc ngách nào. Tôi bê miếng sứ đậy nắp cái bể chứa nước ra. Bên trong rêu xanh đã mọc xanh lè, có mùi ngai ngái ẩm mốc. Đoàn thò tay vào khua khoắn, bất chợt hắn lôi ra được một cái túi ni lông màu đen, quấn lại nhỏ xíu, được buộc kỹ càng. Hai đứa tôi nhìn nhau, vừa mừng trở vừa hồi hộp, không biết đây có phải là vật do Linh để lại hay không. Bao ni lông được mở ra, trong đó chứa một cái thẻ nhớ. Cả hai nhìn trước ngó sau rồi quay về nhà, bỏ dở luôn tiết học. Về nhà tôi lắp chiếc thẻ nhớ vào điện thoại, bên trong có một file ảnh và một file ghi âm. Đó là cuộc đối thoại của hai người đàn ông, nghe câu rõ câu không, có vẻ như được Linh lén ghi âm. Nhưng đã làm lộ ra một bí mật lớn, một bí mật kinh tởm. Đoàn đấm mạnh tay xuống bàn, cậu ta hình như rất tức giận, hai mắt như muốn đổ máu. Bọn chó chết, tao mà bắt được tụi nó, tao giết sạch. Nè bình tĩnh đi, mà ông nghe xong giọng có nhận ra lại không? Đoàn lắc đầu. Khẩu âm bọn họ nặng giọng địa phương, bọn tôi không nhận ra được giọng của ai, đành tiếp tục xem file ảnh. Ở trong file toàn bộ là hình của Linh. Chúng tôi dừng lại ở một tấm hình cuối cùng, trong đó Linh chụp chung với một gã con trai. Nhưng tấm ảnh lại không chụp mặt, mà chỉ chụp từ cổ xuống thôi. Tôi nhìn thấy rõ trên cổ tay của hắn có hình xăm nốt nhạt. Không biết người này có liên quan gì đến cái chết của Linh hay không, nhưng bọn tôi bắt đầu để ý xem nam sinh trong trường có ai có hình xăm này. Nghe thì dễ, nhưng để tìm được thì rất khó. Vì trường tôi có hơn 10.000 sinh viên, tìm làm sao xuể. Tôi còn nảy ra ý tưởng đăng lên diễn đàn của trường để hỏi, nhưng một giây sau bị dập tắt ngay. Vì làm như thế khác nào bước dây động rừng, không khéo còn trước thêm nguy hiểm về cho bản thân. Vậy là chúng tôi đã có trong tay manh mối Linh có thể bị giết bịt đầu mối, chứ không phải là tự sát. Chỉ là người đứng đằng sau là ai thì còn là một ẩn số. Hai gã đàn ông trong đoạn ghi âm đó là ai? Người yêu của Linh là ai? Kẻ có hình xăm nốt nhạt có phải là sinh viên trong trường hay không? Chúng tôi phải làm như thế nào mới tìm ra được chúng? Có điều gieo gió ác gặp bão, ác giả ác báo, chúng tôi phải nhanh chóng tìm ra kẻ đó. Hôm đó hai đứa về nhà thì thấy cửa phòng bị bẻ khóa, bên trong bị lục lọi xới tung. Tôi chạy vào kiểm tra thì thấy không mất thứ gì. Có cái laptop giá trị nhất cũng còn nguyên. Xóm này nổi tiếng xưa nay là không có trộm. Hai lớp cửa vào có chìa khóa riêng, lại không có ngóc ngách nào làm cho con người chui lọt qua cả. Vậy thì rất có thể người đột nhập vào phòng tôi cũng là người trong dãy trọ. Nhưng tại sao đã mất công đột nhập rồi mà không lấy cái laptop đi? Tôi mới mua được một tháng thôi, đem bán rẻ cũng phải được chục triệu chứ ít nổi gì. Chẳng lẽ... Tôi thốt lên. Ê, hay là có kẻ nào đã đánh hơi được việc bọn mình tìm ra bằng chứng vụ Linh rồi? Ừ, cũng có thể lắm. Hắn vào đây để tìm đồ, chứ không phải là để ăn cắp. Nè, ông mở máy tính lên coi. Đêm qua tôi đã sao chép mọi thứ qua máy tính. Nghe Đoàn nói xong thì lật đật mở máy tính lên. Toàn bộ file đã bị xóa, không phục hồi lại được. Đoàn trầm tư nét mặt, nghĩ ngợi một hồi lâu. Hắn yên lặng lục tung truy tìm từng ngóc ngách trong nhà tôi. Đến khi lật thanh giường lên, hắn khẽ cười, giọng đột nhiên hơi lớn. Tụi mình bị chú ý rồi. Bây giờ đem cái thẻ nhớ đi ngoài đường á, không khéo bị chặn đường cướp đó. Bây giờ tôi tính vậy, mình giấu cái thẻ nhớ trên nắp bồn cầu đi,
chắc chắn tên trộm sẽ không nghĩ tới vị trí đó đâu. Ngày mai tôi dông đi học vậy thì ghé qua cửa hàng mua mấy cái USB vậy, chép ra để mỗi nơi một cái. Chứ nếu lưu trữ trong máy tính cũng không ăn thua. Hên thì nó xóa file, xui thì nó thả luôn con virus vô là đứng máy luôn. Tôi thấy Đoàn nháy mắt với tôi một cái thì lập tức biết ngay hắn đang đánh động cho kẻ trộm kia, liền cũng gật đầu mà diễn theo. Ừ, thôi cứ vậy đi. File trong máy tôi bị xóa rồi, bây giờ mình chỉ còn duy nhất cái thẻ nhớ này là bằng chứng thôi, phải giấu cho kỹ vô. Sau đó bọn tôi vẫn nói chuyện như thường lệ. Một lát sau thì giả vờ ngủ, nhưng thực chất là để điện thoại về chế độ im lặng, nằm nhắn tin cho nhau. Hai đứa nhắn tin tới nửa đêm, bàn bạc kế hoạch chi tiết. Hôm sau hai thằng dậy đi học như thường lệ, nhưng chỉ có mình tôi ra khỏi cửa. Đoàn im lặng thủ ở trong nhà. Hắn dặn khi nào hắn nhá máy thì phải xong vào ngay. Tôi ngồi một góc hồi hộp chờ đợi. Chuông điện thoại reo lên bất chợt. Nhìn thấy người gọi là Đoàn, tôi lập tức chạy một mạch về phòng trọ. Cả dãy trọ đều không có người. Tôi từ từ nhẹ nhàng bước vào. Cánh cửa hơi hé mở. Trong nhà vệ sinh hình như có tiếng lục đục. Chợt một bàn tay bịt lấy miệng tôi. Đoàn kẻ nói nhỏ. Tôi. Đoàn đưa cho tôi một cái gậy sắt đã chuẩn bị từ trước. Hai đứa chúng tôi đứng chặn ở cửa, chờ đợi kẻ trong nhà vệ sinh đi ra. Khi kẻ đó đi ra, gã đeo một cái mặt nạ vô diện màu trắng. Đương nhiên, gã không tìm được cái gì trong nhà vệ sinh rồi. Gã giật mình khi thấy cả hai chúng tôi đã chờ từ trước, lập tức rút dao. Nhưng dao ngắn sao đánh được gậy dài. Hai chúng tôi không sợ hãi, lao vào đánh bay con dao xuống đất. Trong nháy mắt khống chế được gã ta. Khi lột cái mặt nạ xuống, tôi bàng hoàng nhận ra đó là Phương, gã hàng xóm thân thiện của tôi. Và trên tay gã quả thực có xăm một nốt nhạt. Quen biết bao lâu mà tôi không hề để ý đến điều này. Hóa ra người mình muốn tìm lại ở sát vách nhà mình. Đoàn gằn giọng hỏi hắn. Mày tìm cái gì ở đây? Phương trúng đòn đao, hiện tại còn đang nhăn nhó chưa kịp trả lời. Tối hôm qua, Đoàn phát hiện dưới gầm giường bọn tôi có một cái máy nghe lén. Thảo nào bọn tôi làm gì cũng có người bám theo. Cái đêm đầu tiên chúng tôi đột nhập vào nhà vệ sinh của trường, người mặc đồ đen đánh nhau với bọn tôi chính là gã rồi. Chắc gã đến để ngăn bọn tôi tìm tội. Xem ra cái máy nghe lén này bị lén cài vào đây lâu rồi. Tôi ở một mình, khu trọ này an ninh tốt, phòng cũng không có gì đáng giá, nên đôi khi đi tắm không thèm khóa cửa phòng. Có lẽ đã bị Phương lén cài máy nghe trộm, hồi nào cũng không rõ được. Phương sau khi trải qua cơn đau thì cười gằn. Sao? Bọn mày có tố cáo tao thì cùng lắm tao chỉ bị phạt hành chính vì tội xâm nhập trái phép thôi. Nhưng tao có thể kiện bọn mày tội hành hung, chỉ cần bắt giữ người trái phép đó. Đoàn không quan tâm tới mấy lời đó của Phương. Hắn biết chắc chắn gã này có việc gì đó liên quan tới cái chết của Linh. Hắn không sợ bị kiện, cùng lắm là hầu tòa thôi. Hắn duỗi tay rút điện thoại của Phương ra, quét dấu vân tay của gã để mở khóa. Phương hoảng sợ gào ầm lên, muốn xông tới giật lại điện thoại, nhưng đã bị tôi đè xuống, nhét dẻ vào miệng và trói nghiến lại. Đoàn hít thở thật sâu một hơi, rồi mở các ứng dụng tin nhắn của Phương lên để xem. Tên này không cáo già như thầy Hoàng, lão ấy dọn sạch sẽ tin nhắn, còn Phương thì vẫn giữ nguyên. Gã không ngờ sự thiếu cẩn thận của mình là bằng chứng thuyết phục nhất để tố cáo mình. Sau một hồi lâu chỉ ngồi đọc tin nhắn, Đoàn trung rẩy nói với tôi. Người giết Linh là thầy Hoàng. Phương không giết cô ấy, nhưng là đồng phạm tiếp tay cho ông ta. Tôi nãy giờ đang nghĩ đến phương án này, nhưng khi biết được thông tin chính xác thì vẫn có chút bất ngờ. Cái trường này á, còn có một ổ khốn nạn khác nữa. Nói đoạn, hắn quay qua nói với Phương, gằn giọng. Tao đã có chứng cứ trong tay.
bây giờ mày chỉ có hai lựa chọn. Một là đi đầu thú, hai là tao gọi công an tới đây gô cổ mày. Phương nhìn đôi mắt long lên sòng sọc của Đoàn thì biết chuyện này không trốn tránh được nữa. Hắn cân nhắc, nếu ra đầu thú thì còn có cơ hội được khoan hồng. Đằng nào hắn cũng đâu có xuống tay giết Linh, có thể hắn sẽ không bị phán chung thân hay tử hình đâu. Nhưng nếu hắn bị tố cáo thì hình phạt chưa biết sẽ được cộng thêm bao nhiêu năm. Sau khi cân nhắc, Phương đành gật đầu đồng ý đi tự thú. Ở cơ quan điều tra, Phương khai nhận thầy hiệu trưởng, thầy trưởng khoa kinh tế, cô phó khoa kinh tế, thầy Hoàng và một số giảng viên trong trường là những kẻ biến thái. Họ thường xuyên lôi kéo dụ dỗ sinh viên với các chiêu trò khác nhau. Một số sinh viên muốn được điểm cao nên đồng ý tác loạn với họ. Một số không dụ được sẽ bị họ bằng cách này hay cách khác mà lừa được thôi. Linh là hoa khôi, từ ngày bước chân vào trường đã được bọn họ để ý. Nhưng tâm tính của cô rất thanh cao, cá tính mạnh mẽ, những lời gạ gẫm luôn bị cô từ chối một cách khéo léo. Sau khi biết Phương ở sát phòng trọ của Linh, bọn họ hứa hẹn với gã sẽ cho gã một chân ở lại trường làm giảng viên sau khi tốt nghiệp, với điều kiện Phương dụ được Linh tới bữa tiệc của bọn họ. Không biết lời hứa đó có hiệu lực hay không, nhưng chắc chắn nếu Phương dụ được Linh, điểm số của gã sẽ được nâng cao. Cho dù không ở lại trường làm giảng viên thì sau khi tốt nghiệp cũng dễ dàng xin được một công việc tốt khác. Phương bị viễn cảnh tươi đẹp của tương lai làm cho mờ mắt, vì thế từng bước dụ Linh vào trong, khiến cho Linh yêu mình. Sau đó chút thuốc mê cô, rồi đưa cô đến cho đám người kia. Hai một đời của Linh. Sau khi tỉnh lại, Linh phẫn uất lắm, nhưng cô không biết kẻ hại mình là ai. Đến một ngày nọ, cô tình cờ nghe được Phương và thầy Hoàng nói chuyện với nhau. Cô mới biết cái người mà mình hết lòng yêu thương lại là một kẻ cặn bã. Linh ghi âm cuộc nói chuyện của họ rồi chất vấn Phương sau giờ học buổi tối. Cô nào ngờ hôm đó gã thầy Hoàng đã đứng phía sau cánh cửa, nghe rõ được cuộc nói chuyện của họ. Ông ta lo lắng Linh sẽ đi tố giác mình, cuộc đời sẽ bị hủy hoại, cho nên quyết định xuống tay giết cô. Mà Phương tuy không ra tay, nhưng gã không ngăn cản thầy Hoàng, bởi vì gã biết người có cá tính như Linh chắc chắn sẽ kiện mình. Đến lúc đó tương lai gã sẽ chấm dứt. Linh cứ như vậy mà bị cứa cổ mất máu cho đến chết. Thầy Hoàng là một người có hiểu biết, cho nên ông ta ngụy tạo hiện trường rất tốt, biến nó trở thành một vụ án tự sát. Còn lý do Đoàn và tôi không nhận ra được giọng của Phương và thầy Hoàng trong file ghi âm Linh để lại là vì hai người bọn họ đều là dân miền Trung. Khi họ nói chuyện với bọn tôi sẽ nói bằng giọng phổ thông, nhưng khi hai người họ nói chuyện với nhau lại dùng phương ngữ. Vì thế mà lúc đó chúng tôi không nhận ra được giọng của bọn họ, mới để cho gã vờn lâu như vậy. Trong cái nhóm chat riêng của bọn họ, công an tìm thấy không chỉ một mình Linh mà rất nhiều cô gái khác cũng bị đem ra làm trò tiêu khiển. Những bức ảnh khỏa thân, những video nhạy cảm được chia sẻ cho nhau. Bên dưới mỗi video là những bình luận cực kỳ khiếm nhã. Có người là tự nguyện, có người bị ép buộc. Sinh viên nam lẫn nữ đều có đủ cả. Có được lời khai và chứng cứ phạm tội của đám nhà giáo bất nhân kia, công an lập tức ra lệnh bắt. Bởi vì vụ án này mang tính chất suy thoái đạo đức nghiêm trọng, công an nhanh chóng công bố ra bên ngoài để cảnh tỉnh những người đang theo nghề giáo khác và cảnh tỉnh cả những sinh viên muốn đổi thân xác lấy điểm, chớ có biến mình thành trò vui của bất kỳ ai. Vụ án cứ vậy được kết thúc, ai cũng bị phạt xứng đáng với tội danh của mình. Riêng cả thầy Hoàng bị tử hình vì tội giết người và vài tội danh biến thái đi kèm. Phương vì ra tự thú và thành khẩn khai báo với cơ quan chức năng nên được giảm án, bị phán 18 năm tù cho tội danh đồng phạm giết người, thêm một số tội danh khác. Sau khi cơ quan điều tra tuyên án, tôi và Đoàn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
kể từ ngày hôm đó, căn phòng trọ của tôi không còn mát mẻ nữa, mà chuyển sang nóng nực y như mấy cái phòng bên cạnh. Mỗi khi ngủ, tôi không bị bóng đè nữa, cũng không thấy ai lẩn quẩn ở bên mình. Có lẽ Linh đã siêu thoát rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Trường học tội ác của tác giả Nguyễn Nam VOZ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện khác nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.